Trong những ngày nắng nóng này, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm đang được mọi người đặc biệt quan tâm, nhất là việc ăn gì và ăn như thế nào cho các trẻ tại những trường bán trú. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên Thời sự BTV tại một số trường học trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một. Trường Mầm non Hoa Phượng ở phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một có 11 nhóm lớp với trên 360 trẻ. Tất cả các trẻ ở đây đều học bán trú, nên các bữa ăn chính và phụ đều được bếp ăn của trường phụ trách. Không chỉ kiểm tra chặt chẽ nguồn cung ứng thực phẩm đầu vào, trường còn quan tâm thực hiện kiểm thực 3 bước hàng ngày và lưu mẫu thức ăn theo quy định. Vệ sinh an toàn thực phẩm, nhà trường rất quan tâm lên hàng đầu. Hàng ngày thì các cô mình trước khi vào bếp là phải tổng vệ sinh sạch sẽ rồi mới bắt đầu nấu nướng. Các cô mình thực hiện theo quy trình bếp một chiều hàng ngày để đảm bảo an toàn cho các bé khi ở trường. Chính việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ các khâu trong quá trình chế biến và phục vụ các bữa ăn, nên trong thời gian qua, vấn đề tổ chức bữa ăn cho các trẻ mầm non tại trường này đã đi vào đề đếp. Còn tại trường tiểu học Phú Hòa 3, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, có hơn 1.300 em học sinh tham gia học bán trú. Mỗi ngày, các em được bếp ăn của trường phục vụ một bữa ăn trưa. Cũng như các trường có tổ chức bếp ăn, khu vực bếp ăn của trường tiểu học Phú Hòa 3 được xây dựng theo quy trình một chiều, cam kết trách nhiệm với các cơ sở cung cấp thực phẩm có uy tín trên địa bàn. Về phần nhà trường thì nhà trường rất chú trọng ở phần an toàn vệ sinh thực phẩm cho các em. Thì nhà trường thường chú trọng đến hai khâu đầu tiên là về cung cấp thực phẩm, rồi phần thứ hai là phần chế biến. Rồi về cái nguồn cung cấp thực phẩm thì phải đảm bảo. Thì ở đây nhà trường đã chọn cơ sở do phòng giáo dục đã được phòng giáo dục cho phép, cấp phép. Rồi và nhà trường cũng thường xuyên kiểm tra là khi mà công ty thực phẩm tới thì nhà trường phân công ban giám hiệu và bên ban chỉ đạo an toàn vệ sinh thực phẩm của nhà trường để thực hiện công tác kiểm tra về thực phẩm của đơn vị cung cấp. Ở mỗi cấp học, việc tổ chức các bữa ăn cho học sinh bán trú đều không giống nhau. Điều này phụ thuộc vào độ tuổi và cân nặng của các em. Tại các trường học, các thực đơn được xây dựng trước hàng tuần với đa dạng món ăn, đủ các nhóm chất nhằm đảm bảo dinh dưỡng cho các em học sinh. Ban chỉ đạo sẽ thực hiện kiểm tra thường xuyên hoặc là đột xuất. Rồi cũng phối hợp với bên hội phụ huynh học sinh là lâu lâu cũng sẽ thực hiện cái đợt kiểm tra đột xuất vào tới, nhưng mà có báo trước cho nhà trường để nhà trường chuẩn bị. Đó, sẽ báo trước được, nhà trường sẽ thực hiện cùng phụ huynh, cùng hội phụ huynh chúng xuống kiểm tra trực tiếp là khi các bé ăn hoặc là khi nhà bếp nấu. Với sự quan tâm thực hiện tốt vấn đề an toàn thực phẩm tại các trường bán trú trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, chắc chắn sẽ hạn chế ở mức thấp nhất các vụ ngộ độc thực phẩm, giúp học sinh có sức khỏe tốt, phát triển toàn diện